mưa gió nên là hôm nay mình sẽ cho team mình đi nổ bóng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi sắm đồ để cho team mình đi nổ bóng nào. Bạn Hưng sẽ cầm túi cho chú nhé, để căng túi cho chú để chú lấy gạo à. Là bạn Mít ra nào, bảo hiện anh ra nào. Các bạn ơi, đây là chỉ gạo của mình nhá. Nào bạn, bạn Mít ra nào. Các bạn ơi, chúng ta sẽ nổ khoảng bao nhiêu gạo này? Ba bát. Các bạn ơi, cho thêm bát nữa nhá. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cho thêm một gói mì tôm để tăng cho cái độ thơm và cho đường để nó có vị ngọt là các bạn nhá. Mình sẽ trộn mì tôm vào gạo để cho nó luôn các bạn nhá. Cái gì ạ? Cho bóp mì tôm nha. Làm nam mì tôm trộn vào để. Đấy, trộn xi măng. Các bạn cứ lật cứ lật cứ bóp xong rồi bóp các mì tôm. Mình sẽ đảm bảo mấy đồ bằng của mình cũng rất là ngon các bạn. Mình bỏ hai quả gia vị ra bỏ nha. Bạn ơi, nhanh lên cùng cùng với chú. Này chúng ta để cho nó chú một chút đợi bông cho nó phụ nào. Cho hết rồi chú bông ạ. Nào bạn biết ra nào? Bạn biết ra nào? Rồi, mình đã trộn mì tôm xong. Bây giờ mình sẽ cho thêm đường để tăng vị ngọt các bạn nha. Nào bạn Hưng ơi, bạn Hưng có thời gian không? Sợ nó nhiều đường và nó lại không ngủ được thì không ngủ nó dính không nhỉ? Thì nó lại cháy máy rồi sao? Vào đây chưa? Vào đây nhiều. Rồi. Ôi bây giờ chúng ta sẽ rồi, ok rồi, bây giờ mình đã chuẩn xong nguyên liệu rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nhỏ tiếp mình đi nổ bóng luôn ạ. Cho các bạn đỏ của chúng mình đi nổ bóng các bạn nhé. Hello. Hello. Các bạn ơi, mình sẽ sắp đến chỗ độ bỏng rồi các bạn nhé. Ở trên đường đi là chỗ này công trường người ta đang làm nên là đường đi rất là khó các bạn ạ. Mình đã đến nhà độ bỏng rồi các bạn nhé. Cô ơi, cho cháu độ bỏng với. Dạ. Cô cháu của cháu rất là đông cơ. Dạ. Của cháu thì cháu trộn sẵn rồi, cô chỉ nổ cho cháu thôi. Cháu trộn cái gì đây? Cháu trộn mì tôm với cả một tí đường thôi ạ. Các bạn ơi, đây là cái máy nổ bỏng đấy các bạn nhá. Đợi nhá. Đây các bạn xem đây, cô sẽ nổ bỏng đấy các bạn nhá. Các bạn cùng chờ xem. Kìa đây ra rồi kìa đúng không? Bỏng bỏng bắt đầu ra rồi đấy. Đây. Bỏng bỏng nó đã bắt đầu đã ra bỏng rồi các bạn nha. Nào các bạn ơi, các bạn gọn đi gọn đi cho ông làm nào.
bạn một gọn đi nha, không mấy nha, không đến gần nha, nó nóng nha. Dài á, cái siêu dài thì có nút cho túi bóng được không? Quấn vào. Hả? Quấn vào. Quấn vào á? Cầm tay. Khó. Chú ơi, tí chú kéo cho cháu một hai cái dài thì chú nhá. Dạ. Đó là các bạn cầm vào đi, Đừng cầm đầu. Rồi. Đấy, lại thế thôi. Đó, bạn nào thích dài thì lấy đi nào. Để ông làm cho nào. Bạn Dũng có thích không? Thôi nhà hai bạn lớn thôi nhỉ, còn các bạn bé đi thôi nhỉ. Đây gọi hồi đánh vào đi cái dài kìa. Bạn Mít ơi, bạn đi ra đây bạn ơi. Nó tròn lắm, nó chỉ ấy, nó gãy đi thôi, nó không mấy đâu. Dạ. À, Hưng ra bảo bà lấy cho cái tư bóng. Đúng rồi, cô gãy kìa con nhỉ. Hưng cầm cái dài đi. Nhật ơi, nhật ra cho ấy đây. Hưng nhật ra cầm cho vào túi cho bà, căng túi cho bà. Anh Hưng cầm cho em. Dạ. Của cháu mua cái gáo đấy, nghĩa là hết cô nhỉ? Dạ vâng. Dạ. Ô chị ơi, chị ra anh dẫn em vào đi, em ra đường chơi kìa. Rất là nhiều gặp các bạn. Của cháu thế đã hết cô nhỉ? Của cháu hết rồi cô. Của cháu hết nhỉ? Dạ. Mình đã nổ bọc xong rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ gửi tiền cho cô. Các bạn chào bà, chào ông đi về nào. À, bạn Hưng ơi, bạn ra sách bảng đi bạn. Cái bảng siêu dài. Thôi chúng ta lại hành trình đi về nhau nhỉ. Các bạn ơi, mình nổi bảng xong rồi nhá. Bây giờ mình bắt đầu về các bạn nhá. Các bạn ơi, đoạn đường này công trường đang làm này, đi là hơi khó đi một tí nhé các bạn nhá. Nếu video có bị sót thì các bạn thông cảm nhá.
đúng rồi đấy. Hello. Hello. Các bạn ơi, mình đã về đến nhà rồi các bạn nhá. Mình đã đi đâu vòng về các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ tổ chức trò chơi cho các bạn nhỏ của team mình. Bây giờ bạn Nhật sẽ là người lắc số sắc đầu tiên. Các bạn cũng chưa xem bạn Nhật sẽ phải ăn bao nhiêu cái bỏng bỏng các bạn nhá. Nào bạn Nhật mở đi ạ. 4 cái các bạn ơi. Rồi đây là bạn Đúng. Nào để chú mở cho nào. 1 cái các bạn ơi. À đến bạn Mít. Bạn Mít thì muốn sẽ ăn được nhá. Rồi bạn Mít mở nó đi. Bây giờ mình sẽ phát bỏng cho các bạn nhá. Quy định của trò chơi là chúng ta chỉ ăn bỏng, chúng ta không được uống nước nhá. Mời các bạn nhá. Bạn Đưng, bạn Đưng 2 cái. Bạn Mít tặng 1 cái à? Bạn tặng thời bạn Mít bố trong 1 cái trên đây nào. Dạ. Bạn Hưng mấy cái, bạn Hưng nhận 3 cái luôn. 3 cái. Vòng phi này thì các bạn nào cũng quay phải ô rất là nhiều các bạn nhá. 5 6 5 6 5 6. Hai bạn 5 cái và hai bạn 6 cái. Ở vòng 2 này tôi tin rằng sẽ có bạn phải dừng phi.
Thứ nhất là bạn Dũng là người sẽ phải dừng cuộc thi đầu tiên, bởi vì bạn Dũng uống rất là nhiều nước, ăn cái này vào nó đánh no sẽ không ăn được. Chú hỏi nhé, bây giờ thì Hưng cảm nhận ăn cái bỏng này nó dễ ăn hơn lương khô hay là lương khô dễ ăn hơn? Dễ ăn hơn. Nó mềm. Cơ hội dừng cuộc chơi sẽ rất là cao đúng không? Bây giờ chỉ còn lại ba đối thủ, bạn Hưng, bạn Dũng và bạn Nhật. Và bạn Hưng cũng đã đầu hàng rồi các bạn ạ. Giờ chỉ còn có bạn Nhật và bạn Dũng thôi. Bạn Dũng còn mấy cái nữa bạn Dũng ơi? Hai cái nữa. Bạn Nhật ăn xong cho bạn Nhật ơi. Ăn hết rồi nha các bạn nha. Bạn Dũng còn mấy cái nữa bạn Dũng ơi? Một cái. Bạn Dũng một cái nè. Bạn Dũng có ăn được không mà Dũng ơi? Hai bạn còn ăn được nữa không? Còn. Thì bây giờ bạn nào sẽ lắp trước? Cháu. Lúc nào được lắp trước. Rồi bạn Nhật lắp đi. 5 cái. Rồi đến lượt bạn Dũng. Này. 6 cái. Bạn Dũng, có mở từ từ không? Tí nữa lại lật đấy. 1 cái của bạn Nhật, 5 cái đây của bạn Nhật đây. Bạn Dũng 1 cái đây bạn Dũng ơi. Bạn Dũng đây. 1 cái không đi. Các bạn mình đầu hàng nhá. Không ăn được nữa rồi. Các bạn ơi, vậy là bạn Nhật đã đầu hàng rồi các bạn nhá. Người thắng cuộc là bạn Dũng các bạn nhá. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Các bạn nhớ like, đăng ký để ủng hộ cho team mình nhé. Nhấn cái chuông để nhận thông báo khi chúng mình ra video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.